tất cả mọi người, mình là Hà Hồng, mình là huấn luyện viên của Liban Sport. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 bài tập để giúp chúng ta có vòng 3 và có một đơn chân rất là săn chắc. Và tin mình đi, chỉ cần các bạn luyện tập chăm chỉ thì các bạn sẽ có sở hữu một vòng 3 rất là ưng ý. Chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên, bài tập squat kết hợp với tạ đơn. Đầu tiên chúng ta set up phần chân chúng ta đứng, chân chúng ta mở đứng rộng bằng vai, mở rộng mũi chân ra ngoài và chếch đầu gối và mũi chân hướng ra góc 45 độ. Tay chúng ta set up tạ, cầm tạ làm sao ngang ngực, cái cửu tay của chúng ta áp sát vào mạng sườn và chúng ta bắt đầu lấy hơi, hít một hơi thật sâu. Từ từ ngồi xuống, mở đầu gối đi theo hướng mũi chân, đẩy mông ra đằng sau. Và tiếp theo chúng ta từ từ đứng lên, đẩy hông về phía trước, thở ra. Chúng ta lặp lại liên tục. Xuống từ từ và cảm nhận phần cơ mông và phần đùi. Các bạn nhớ kỹ, nhớ đẩy hông về phía trước, siết chặt cơ mông lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập deadlift với tạ đơn. Chúng ta sẽ sử dụng hai quả tạ. Set up dáng đứng trước, hai chân chúng ta đứng song song với hông. Cố định tạ, lưng chúng ta giữ thẳng. Tiếp theo chúng ta hơi gập đầu gối xuống góc 45 độ, đẩy mông về đằng sau. Giữ lưng thẳng. Lưng, cổ, gáy là một đường thẳng. Chúng ta miết tay sát với ống đồng. Và lên. Chúng ta siết mông, đẩy hông về phía trước. Hít một hơi thật sâu, chúng ta xuống. Lên, chúng ta thở ra. Vẫn siết hông, cảm nhận phần cơ mông. Xuống. Chúng ta sẽ thực hiện động tác này từ 10 đến 12 rep. Các bạn nhớ hít sâu. Xuống, tay của chúng ta miết sát ống đồng lên, đẩy mông, siết hông. Và chúng ta đã kết thúc hai động tác và bây giờ mình sẽ đến với động tác thứ ba, động tác lăng với tạ đơn. Chúng ta vẫn sử dụng hai quả tạ đơn. Set up dáng đứng trước. Chúng ta sẽ bước chân trái về phía trước. Đó, chân sau chúng ta nhấc gót lên và giữ thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta từ từ hạ đầu gối phía sau xuống, tạo thành góc 90 độ. Khi mà chúng ta xuống, chúng ta hít một hơi thật sâu, giữ hơi lại ở phần bụng và chúng ta xuống. Lên, đẩy mông cao lên và chúng ta thở ra. Các bạn vẫn thực hiện động tác này từ 10 đến 12 rep. Và chúng ta đổi chân. Chúng ta bước chân phải lên, chân trái lùi về phía sau. Và chúng ta thực hiện lại. Kết thúc động tác thứ ba, chúng ta sẽ đến với động tác thứ tư. Hai chân chúng ta sẽ mở rộng hơn vai. Chúng ta dùng tạ đơn. Mở rộng hơn vai. Mũi chân chếch về phía ngoài. Cố định tạ. Lưng chúng ta giữ thẳng. Chúng ta từ từ hạ xuống. Đầu gối chúng ta mở theo hướng mũi chân. Đẩy mông về phía sau. Chúng ta đứng thẳng lên. Siết mông và đẩy hông về phía trước. Hít một hơi thật sâu. Từ từ ngồi xuống. Lên, thở ra. Chúng ta giữ đầu, gáy, lưng là một đường thẳng. Kết thúc động tác sumo deadlift vừa rồi, chắc hẳn các bạn sẽ cảm nhận được phần cơ đùi trong, phần mông rất là nhức mỏi. Nhưng các bạn yên tâm, nhức mỏi sẽ hết trong vòng 1 đến 2 ngày tới. Nhưng mà hiệu quả của nó mang lại rất là tuyệt vời. Và các bạn đừng quên luyện tập thường xuyên nhé. Vậy là chúng ta đã kết thúc 4 bài tập với tạ đơn rồi đúng không nào? Như mình nói ở trên, 4 bài tập này rất là đơn giản. Chỉ cần các bạn kiên trì tập luyện thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất là bất ngờ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong số tiếp theo. Và các bạn đừng quên nhớ like và subscribe kênh của Liban Sport nhé.